Hello, chào quý vị và các bạn quay trở lại kênh Bí ẩn rừng núi của mình nha. Hôm nay mình tiếp tục lên review xem xe chở keo trên trên đỉnh núi này các bạn nha. Nếu các bạn xem thấy hay nhớ like, share, đăng ký kênh để ủng hộ mình để xem các video mới tiếp theo nha. Đây là con đường đến từ đỉnh núi đây, trên đỉnh núi các bạn nha. Mời các bạn xem. Các bạn xem nha, xe bây giờ xe đang lùi lên dốc này, cái thế này thì chạy lên không được vì dùng cái số lùi đây. Thấy ghê chưa? Xe dòng xe nó rất mạnh các bạn nha. Cái dốc này nè, giờ lùi hết, bóc cái mâm số keo đi. Chẳng hai gông các bạn nha, mà xe em rất mạnh. Em anh à, được mấy xe rồi? À, mẹ nó móc mèo của mình nha. Cảnh rừng núi đây. Thank you.
kìa. Dốc mình sẽ về Ấn Độ. Xem xe qua cái cua này đây. Có đoạn cua nữa nha. Trời sắp về tối rồi. Cua gấp mặt bạn hết thúc rồi á. Chạy luôn á. Ủa còn hai khúc nữa mà. Ôi, bóc luôn hai khúc nữa đi. Nam vừa máy được các bạn nha. Trời âm u đi. Em tiếp tục bóc lại luôn. Đoạn thế thì
đoạn này hơi tức các bạn nha, mút đường nhỏ quá. Tất cả các bạn rồi, hẹn gặp lại các bạn video tiếp theo nha.